Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy. Vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Đó là lời Chúa. Trong kinh Quy Cha, Quy Sơ, kính thưa toàn thể cộng đoàn phụng vụ, hôm nay cùng với toàn thể anh em trong ban kèn đồng của giáo xứ mừng lễ kính thánh cả Giuse Thả. Đáng lý chúng ta mừng lễ vào ngày mùng 1 tháng 5 theo lịch phụng vụ đúng của hội thánh, nhưng mà vì lý do này khác cho nên anh em đã mừng lễ vào ngày hôm nay, cũng là ngày thứ tư hàng tuần chúng ta tôn vinh thánh cả Giuse. Vâng, kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, mừng lễ một thánh bổn mạng, cái điều quan trọng và điều tối hậu đó chính là chúng ta học đòi và bắt chước cũng như tuân giữ những cái nét đẹp của thánh bổn mạng của chúng ta, hay nói đúng hơn đó là các nhân đức của thánh bổn mạng của chúng ta. Và cái điều thứ hai cũng là điều cần thiết cho chúng ta, đó là xin các ngài bầu cử phù trợ cho chúng ta. Chúng ta đang sống trong tuần thứ 4 của mùa phục sinh, tuần mà lời Chúa, qua phục vụ lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành. Chúa Giêsu từng tuyên bố ta là mục tử nhân lành. Vậy thì mục tử nhân lành, cái đặc tính mục tử nhân lành của Chúa Giêsu gồm hai cái yếu tố chính, đó là biết và đó là nghe. Áp dụng vào cái điều đó, hôm nay xin chia sẻ với quý cụ ông bà anh chị em nói chung và cách riêng là anh em trong ban kèn đồng nói riêng, cố gắng thực hiện một chữ thôi nha, chữ nghe. Thánh Giuse là con người hội tụ của chữ nghe đấy. Có lẽ trong kinh cầu Thánh Giuse thì chúng ta đã được giáo hội tôn vinh hết mực rồi, hết nhân đức nọ, nào là công bằng, nào là khôn ngoan, nào là thanh khiết, nào là nọ kia vân vân. Nhưng xin chia sẻ với quý cụ ông bà anh chị em, đó là cái chữ nghe của Thánh Giuse. Thánh Giuse là con người biết lắng nghe. Thứ nhất, ngài lắng nghe tiếng Chúa. Cái thứ hai, ngài biết lắng nghe cái con tim của mình. Và thứ ba, đó là người biết nghe bên ngoài. Về lắng nghe tiếng Chúa thì chúng ta thấy rằng ngài là con người sống được tôn vinh là con người của sự thinh lặng. Tất cả các sách tin mừng không nói đến thế, không có mô tả đến ngài nói một cái câu gì cả. Kể cả khi ngài hoàn toàn dao động, hùng hoảng, khi
thấy Đức Trinh Nữ Maria là một người mà Ngài hết lòng yêu mến và tương lai là một người vợ của Ngài, mang bầu trước khi về chung sống với nhau. Nhưng mà Ngài, chúng ta không thấy Ngài kêu ca phàn nàn gì hết, mà Ngài âm thầm để đón nhận thánh ý Chúa. Rồi kể cả khi Chúa về chung sống với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta không thấy một tin mừng nào hay một sách nào nói về việc Ngài có thể kêu ca phàn nàn hay là thế này thế khó. Và nhất là chúng ta thấy khi Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ Jerusalem và khi trở lại để tìm Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Đức Mẹ đã tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, nhưng lúc đó cũng chỉ có Đức Mẹ lên tiếng thôi, chứ còn Thánh Giuse không nói gì. Bởi vì Ngài hoàn toàn lắng nghe tiếng của Chúa. Để rồi gì? Từ đó Ngài biết lắng nghe cái con tim của mình. Chính vì thế mà Thánh Augustino trong cuốn tự thuật Ngài cũng đã phải cầu xin cái điều đó đấy. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Còn tất cả các ông các anh đây thì đã từng được đọc hay là xem phim về Tam Quốc diễn nghĩa, thì Quan Văn Trường cũng đã từng có câu là gì? Biết mình, biết người, biết mình thắng trăm trận. Mình phải biết mình là sao? Biết cái người ngoài làm sao? Phải biết mình đó. Điều này xin lỗi áp dụng cho các ông nhiều lắm đó. Nhiều khi các ông, nhất là các ông là gọi là ở trên hà xá, thì tôi không gọi là gia trưởng, tôi đổi là hội thánh Giuse. Tôi bảo là gì, các ông gọi chứ hội gia trưởng, nghĩa là người trưởng gia trong gia đình. Nhưng mà nhiều khi là các ông gia trưởng theo cái nghĩa gọi là nghĩa tiêu cực. Gia trưởng có nghĩa là gì? Bắt vợ bắt con như là một nô lệ, quát mắng đập phá. Cho nên tôi gọi họ là hội thánh Giuse thôi, tôi gọi hội gia trưởng. Nhiều khi là không biết mình, tôn vinh mình. Nhiều khi xin lỗi quý cụ ông bà anh chị em, cách riêng là xin lỗi các ông nhé. Nhiều khi cứ tưởng cho mình, nhiều khi các bà còn giỏi hơn đấy, các bà đạo đức hơn đấy. Nhưng chẳng qua là gì, các bà cũng vâng phục theo Kinh Thánh là nhớ hỡi những người làm vợ hãy phục tùng chồng mình cho phải phép. Cho nên các bà vâng lời Chúa, các bà phục tùng các ông đấy. Nhiều khi là các ông là lắm trò lắm. À, và cái điều thứ ba đó là biết nghe người khác. Một trong những cái yếu tố ngày hôm nay ấy, người ta thường gì, nói nhiều mà nghe ít. Nhưng chúng ta cẩn thận nhé. Trong bài đọc một bài trích sách Sáng Thế, chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự là Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn thiện và gì? Thông minh, sáng láng. Ngài dựng nên con người chúng ta hay lắm đấy nhá. Con có mấy tài con? Con có mấy tài? Hả? Có hai tài hay một tài? Hai tài. Có mấy miệng? Và đúng là có một miệng và hai tai. Hai tai, tai để làm gì? Để nghe. Còn miệng là để làm gì? À, nói. Nhưng mà ngày nhiều khi là gì? Nói nhiều hơn nghe. Đấy. Một trong những cái sai lỗi của con người của chúng ta đó là gì? Nói nhiều hơn nghe. Trong khi đó thì Chúa dựng lên hai cái tai để gì? Để nghe. Đúng như là phải gì? Phải nghe nhiều hơn nói. Và điều thứ nhất, điều đó là cha chia sẻ chúng ta, đó là Thánh Giuse là con người biết nghe tiếng Chúa. Thánh Giuse là con người gì? Biết nghe con tim của mình. Để rồi gì? Thánh nhân nó đón nhận tất cả để với cái sự hy sinh của mình để gì? Làm lợi ích cho nhân loại của chúng ta qua việc Ngài đón nhận Đức Mẹ, đón nhận để nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Để gì? Vì không phải lợi ích của Đức Mẹ, không phải chỉ lợi ích của Chúa Giêsu, mà là gì? Lợi ích của cả nhân loại của chúng ta. Đấy.
Và điều quan trọng đó là gì? Thánh Giuse là con người biết nghe, lắng nghe tiếng người khác. Và đây cũng là bài học cho tất cả chúng ta nói chung, kể cả các cha, kể cả các sơ, và kể cả quý cụ ông bà anh chị em, không riêng gì mấy ông gia trưởng trong hội Thánh Giuse, không gì mấy ông gọi là trong ban kim càn đồng. Thế thì một trong những cái lắng nghe người khác đó là gì? Chúng ta để rút ra được cái kinh nghiệm từ. Cho nên ông Khổng Tử ấy, ông ấy trong cái câu danh ngôn của ông là gì? Cái người mà khen mình ấy, ông phân tích ra cái người mà khen mình ấy là kẻ thù của mình. Cho nên đừng rại gì mà khen cha xứ nha. Các ông cứ khen cha xứ là các ông khen nhiều cha xứ là gì? Khen cha xứ là cha xứ cứ phỏng mũi là cha cứ làm vậy là chúng các ông thiệt thòi đấy nha. Cái người mà khen mình ấy là cái gì? Là kẻ thù của mình. Cái người vừa khen vừa chê thì là gì? Là bạn của mình. Còn cái người chê mình ấy thì đó là ông thầy của mình. Ông thầy của mình có chê mình biết nhận ra được cái yếu, cái kém, cái của mình chứ. Đấy. Thế thì điều quan trọng là con người của chúng ta phải biết nghe người khác. Nghe người khác, người ta nói gì về mình, người ta nói gì với mình. Đấy. Tôi xin kể chuyện một cái câu chuyện này nha. Và cũng để bài học cho chúng ta. Có một ông bố kia, có một cái thằng con này, ông quý lắm. Quý lắm, đi đâu cũng cho đi, rồi ăn cơm ăn nước ông vẫn cho ngồi bên cạnh. Và thằng này nó cũng quý ông lắm, nó cũng vâng lời ông lắm. Thế một hôm thì ông có một người bạn đến để gì? Để chơi và ăn cơm thì nó cũng ngồi bên cạnh. Lâu lâu người bạn ngồi với nhau thì cũng nhiều cái câu chuyện, ăn thì cái điều chủ yếu là ăn thì là một phần, nhưng mà cái gì để giao thoa chuyện trò, chuyện trước chuyện sau nọ kia vân vân, chuyện gia đình, chuyện ngoài ngõ. Thế cũng vừa ăn vừa nói chuyện. Thế thì cái thằng này nó cũng ngồi bên cạnh, nó cũng vừa ăn vừa ấy, nhưng mà nó lắng nghe cái câu chuyện đó. Thế rồi ông ấy cũng vừa ăn vừa gắp, thì đầu tiên ông ấy gắp cái miếng thịt, thì chẳng may cái miếng thịt của ông nó con ruồi. Nhưng mà thằng này nó cũng ý tứ lắm, nó cũng ngại lắm, nó đập vai bố. Thì ông cứ nghĩ rằng thì nó đòi thức ăn, cho nên ông bảo thôi con ơi, xuống với mẹ đi, bố đang nói chuyện. Thế ông vừa nói chuyện vừa ấy thì ông gắp luôn, ông cho miếng thịt nó vào trong miệng của ông ấy. Thế ông nghĩ là ông xơi cả con gì? Con ruồi. Thế mà nó đã gõ rồi mà ông nghe thế. Thế đêm thứ hai thì cũng thế vậy, thì ông lần sau thì ông gắp miếng rau. Thì trong cái miếng rau đó thì nó lại có gì? Có con sâu. Thế cái thằng con nó nhìn thấy cái con sâu đấy. Nó không dám nói được, vô bôi con sâu mà là gì? Nó gõ. Nhưng mà ông cũng chẳng nhìn lại nó, thì ông cũng vừa nói, quay vào người bạn, ông nói thôi xuống đi, xuống với mẹ đi con, ăn no rồi xuống với mẹ đi. Thế rồi ông lại đưa miếng rau có con sâu vào trong miệng của ông. Thế đến chiều đến thì sao? Sơi ruồi rồi, sơi sâu rồi. Đến chiều ông ấy gọi là bị Tào Tháo đuổi, cứ liên tục chạy vào nhà vệ sinh rồi. Chạy nhiều lần quá rồi ông mệt, ông ấy than. Ông bảo, vậy Chúa tại sao lại Chúa lại cho con ăn uống bình thường mà sao lại Chúa lại bắt tội con đau bụng thế này? Thằng con nó bảo, con đã đập rồi bố không nghe. Chả nghe lúc giờ con bảo ơi bố có con ruồi thì nó ngại với khách. Bố con rau con sâu thì ngại với khách, con đập bố không nghe. Cho nên bố đã xơi con ruồi, và xơi một con sâu thì giờ gì chả đau bụng. Lúc đó mới nhận ra bảo, nếu lúc giờ biết nghe cái thằng này, biết nghe nói nhỏ xem có gì đấy con, chẳng hạn nhỏ nhỏ có gì đấy con, thì nó bảo bố ơi, trong miếng ăn của bố có con ruồi đấy, thì lừa mình bỏ ra thì nó không bị đau bụng. Trong rau của bố có con sâu đấy. Đấy, một trong những cái nguy hại như vậy. Đây là một cái câu chuyện rất là nhỏ mọn thôi. Nhưng mà thưa với quý cụ ông bà anh chị em, cách riêng là các ông, chúng ta luôn luôn phải biết nghe người khác. Có những thể, có những người khác khen mình, có những người khác chê mình, có những người khác có thể gì nói thế này thế khác vân vân. Nhưng điều quan trọng là gì? Chúng ta nghe để rồi gì?
chúng ta tích tụ lại xem cái điều này đúng hay sai, điều này có lợi cho mình hay có hại cho mình, thì Thánh Giuse là con người như vậy. Vậy thì kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, cách riêng tất cả các ông các anh, và đặc biệt là các ông các anh trong ban kèn đồng, các ông là những người đang sống trong hội đoàn, cần có sự tiếng nói, cần có những sự lắng nghe, để rồi gì, chúng ta luôn luôn biết xây dựng cái đoàn hội của chúng ta, luôn luôn biết sống yêu thương, đoàn kết, để gì, chúng ta cùng chung tay phục vụ, mang lại lợi ích cho giáo xứ, cho giáo hội và cho cách riêng từng người chúng ta. Amen.